Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Canh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào bài 4 trong khóa lập trường học lập trình Python nha. Thì trong video trước thì mình đã chỉ cho các bạn cách dùng IDLE trên Visual Studio Code để có thể ở lại lập trình Python. Và cách để mà lập trình, mở file, tạo file hoặc cũng như là chạy file và Python này. Thì hôm nay chúng ta đã có hết tất cả những dụng cụ cần thiết để có thể lập trình với ngôn ngữ Python rồi. Thì trong bài học hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn về những lệnh cơ bản nhất trong Python, và như là cách để mà in ra một dòng lệnh, cách để mà tạo ra một biến hoặc là làm ra một cái nhận xét cư trú qua được gọi là comment. Và giờ không nhắc chuyện gì nữa, giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đây thì lần đầu tiên chúng ta biết đó chính là lần print. Để mình sẽ phóng to lên. Thì đây lần print sẽ giúp lần print chỉ có cú pháp là print với một cái dấu ngặt tròn. Thì lần này nó sẽ có tác dụng là in ra một cái dòng lệnh nào đó, in ra một cái dòng chữ, một dòng số hoặc là một cái dòng kiểu giá trị nào vẫn được, như string, int hoặc là boolean. Và những cái biến đó các bạn sẽ biết vào cái video sau. Thì ví dụ các bạn hãy tạo ra một cái dấu ngoặc kép và các bạn ghi chữ hello world. Đây thì cái mà nó in ra nó sẽ nằm ở giữa hai cái ngoặc tròn này. Còn hai cái ngoặc kép đây để làm gì? Thì nó được biểu hiện cho cái chữ bên trong là string. Thì dạng string giống như dạng in ra chữ ấy, cho nó in ra dạng kiểu chữ thôi. Giờ mình đỡ số vô trong dấu ngoặc kép đây thì nó chỉ được coi là chữ ký tự thôi. Thì khi chúng ta nhấn vào, chúng ta sẽ thử nhấn vào đây. Đấy, thì các bạn nhìn ở dưới này, các bạn thấy đây. Đấy, chúng ta đây thì các bạn sẽ thấy kia thì chữ hello world ở dưới này. Từ cái ở dưới này là chính là cái phần nữa mà in lại cái kết vẽ. Rồi thì giờ đây mình chúng ta sẽ nhấn vô đây à, chúng ta nhấn vô cái nút ở dưới đây để mà có thể in ra. Giờ tiếp theo ấy thì nếu chúng ta muốn in cái khác ấy, chúng ta chỉ có thể thay đổi chữ hello world hoặc là như là hello my creator tôi là Liu, và chúng ta chạy thì nó sẽ nói thay vì hello world thì nó sẽ nói hello my creator. Như vậy giờ mình sẽ xóa hai cái ngoặc kép này, in ra số, thì số như thế này 444. Chúng ta nhấn vào thì cho đây nó vẫn sẽ ghi 444. Thì các bạn suy nghĩ rằng nó in ra nó, và các bạn suy nghĩ rằng nó là số nhưng nó in ra nó cũng giống ký tự thôi. Giờ các bạn thử thêm cái dấu ngoặc kép này vô và chạy, nó gọi là 444. Các bạn có một cái giả tưởng rằng nhiều bạn mà mới lập trình thì chỉ có một cái suy nghĩ rằng những cái ký tự hay giá trị này nó đều là cùng một cái kiểu giá trị, mà tại sao phải có cái ngoặc này? Nó không phải như bạn nghĩ đâu. Thì cái dạng string với dạng int hay là dạng ký tự với cái dạng số thì nó sẽ có nhiều cái đặc điểm khác nhau, và mình sẽ thử hiện nó rõ ràng hơn ở cái video sau. Thì chúng ta tiếp tới cái thứ hai, lệnh thứ hai đó chính là đây, nó chính là vừa biến. Thì biến nó có nhiều kiểu khái niệm. Biến nó như là một kia như nó bình, các bạn bình thường nó như là một cái thùng, và các bạn đỡ những cái dụng cụ lập trình của các bạn vào trong cái thùng đó. Thì cái thùng đó nó sẽ được gọi là cái biến, tên biến, cái để mà chứa cái giá trị của biến, và những cái dụng cụ bên trong cái thùng đó được gọi là giá trị của biến đó. Thì chúng ta sẽ suy ra được rằng biến như là một cái kiểu nội dung, một cái loại thùng mà chứa những cái dụng cụ cũng như là giá trị của cái biến đó. Thì chúng ta có thể cái cú pháp đó như là e được gọi là tên của cái biến, và bằng
chúng ta chỉ biết bằng à, nghĩa là cái biến đó tên là e, và cái biến e là bằng 5. Đây số 5 là chỉ là giá trị của nó, e bằng 5, nghĩa là biến của biến e chứa giá trị 5. Như vậy thì các bạn có thể đặt tên khác như là b bằng 10 đấy. Rồi nếu các bạn muốn thử ấy thì các bạn có thể ghi chữ đây à, print. Giờ mình thử á, đây mình thử in ra một cái mới nha, mình sẽ thử cho nó in ra e, bởi vì cái lời print có thể in bất cứ giá trị nào, còn cả biến luôn, thì nó chạy. Và các bạn thấy ở dưới này nó sẽ nói là số 5 là cái biến e, giờ chúng ta để in là biến e, vì biến e có giá trị là 5 nên ấy nó sẽ in là số 5. Còn nếu chúng ta muốn bơ ấy, chúng ta ghi bơ in là, và nó sẽ ghi số 10 đúng như cái giá trị của cái biến bơ này. Như vậy các bạn có thể cộng lại với nhau như thế này, nó chỉ dành cho số thôi nha, còn ký tự không được, mình sẽ dạy nó trong cái video tiếp theo đấy. Thì trong cái print chúng ta có một cái đặc điểm hay, đó chính là chúng ta có thể ghi chữ hello này, chúng ta ghi dấu phẩy và chúng ta ghi e khi chạy thì nó sẽ ghi là hello 5. Có nghĩa là mình có thể ghi cái biến cái giá trị hello lại trước à, dạng ký tự, còn cái biến e là số 5 là dạng số. Khi mà mình bỏ ghi vậy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ghi ra rồi, nó chỉ ghi là kiểu cú pháp không hợp. Thì chúng ta có thể đỡ dấu phẩy đây, và khi nhấn vào thì nó sẽ ra hello đầm, nghĩa là một khi mà nó thấy dấu phẩy ấy ở giữa hai cái biến nào đó thì nó sẽ coi như hai cái biến đó là nó phân biệt tách rời riêng biệt với nhau, và nó sẽ kiểu như thêm một cái khoảng trống này vào ở giữa hai cái đó để mà chúng ta có thể phân biệt được hai cái biến đó là cái biến nào và cái biến nào. Như vậy và như thế này đúng không, thì chúng ta có thể giờ cái cuối cùng chúng ta có thể làm đó chính là cái phần chú thích. Thì cũng như ai cũng biết, thì giống như mỗi khi mà các bạn muốn thi hay các bạn muốn ôn thi cái gì thì các bạn đều phải viết những cái ghi chú lên giấy. Thường là những người đều đang cố tập trung vào cái việc học đỡ thi giữa kỳ hay cuối kỳ, chỉ như là lấy những cái tờ giấy nhỏ viết những cái ghi chú lên xong rồi dán lên trên tường để mà trường có thể nhớ nhanh hơn được. Thì trong Python nó cũng như vậy, chúng ta có thể ghi chú thích hay những cái hướng dẫn gì đó được khi chúng ta quên, thì chúng ta không biết những cái phần chúng ta đang làm ở đâu thì cái phần ghi chú nó sẽ giúp được chúng ta. Phần ghi chú đó có tên tiếng Anh, tên hẹn cũng còn gọi là tên gốc là common như thế này. Thì cú pháp của nó thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn nhìn chút xíu, nhấn số 3 này, đây chúng ta viết một cái dấu than và chúng ta có ghi bất cứ thứ gì ở bên phải cái dấu than đó thì nó sẽ chuyển sang màu xám, cũng tượng trưng cho cái việc nó là ghi chú luôn. Chúng ta ghi dụng đặt vô chúng ta ghi bất cứ thứ gì lần này, và nếu mà nó ở bên phải cái dấu than này thì nó sẽ chuyển sang dạng ghi chú, nó sẽ không có cái ảnh hưởng gì. Như vậy đây chúng ta ghi là lần này lần trên in ra hello e, thì chúng ta chạy, chúng ta vẫn thấy là hello 5 và chúng ta không thấy một cái lỗi nào hết. Cho nên nếu các bạn mà bỏ cái dấu than thì nó sẽ được coi như cái hệ thống, nó sẽ coi nó như là cái lệnh, và khi chúng ta chạy nó sẽ nói lên lỗi là cú pháp không hợp lệ, nghĩa là đây nó sẽ coi như là một cái cú pháp hay một cái lệnh nào đó, nên chúng ta bắt buộc phải đỡ cái dấu than này lên bên phải ở bên trái những cái chúng ta muốn biến nó thành ghi chú. Và nếu các bạn đang tự hỏi thì các bạn ghi cái một cái lời nào đó ở bên phải cái dấu than này thì nó sẽ ra sao, đây thì cái lời thì chính cái lời đó nó cũng sẽ không có cái ảnh hưởng gì hết, nó vẫn sẽ là hello 5
nhưng nó không có chạy kịp Berlin. Hello, đây nó cũng chỉ không là chữ hello bởi vì nó đang ở bên phải giao thang và thành cái ghi chú. Như vậy hãy chúng ta thêm vô cái phần Berlin đây, thì khi các bạn chạy thì các bạn sẽ không thấy có cái hello nằm này được in ra ở bên dưới này. Như vậy đó, hãy các bạn cho dấu thanh ở chữ E5 thì nó sẽ tiến hành ghi chú. Lúc đó chúng ta chạy nó sẽ nói bị lỗi bởi vì cái biến E nó không có tồn tại trong cái bộ nhớ, kiểu như là biến E chúng ta không có ghi vô ấy. Là một khi mà chúng ta đặt E bằng 5 thì số E nó mới có giá trị, nó mới hết cái vô dụng. Rồi chúng ta không chúng ta biến nó thành ghi chú là sẽ không có cái lệnh nào mà in ra chữ E bằng 5, thì là sẽ không có biết cái biến E nào mà có giá trị bằng gì hết. Nó sẽ báo bị lỗi bởi vì cái biến E không có tồn tại trong bộ nhớ. Rồi chúng ta xóa khi ghi chú à, thì E sẽ được ghi bằng 5 và E sẽ tồn tại. Rồi lúc đó nó sẽ ghi hello 5 như là giá trị của E với chữ hello này. Đấy, và đó là tất cả những cái, và đó là tất cả những cái lệnh cơ bản mà chúng ta có thể chạy được trong cái fighter này. Thì nếu các bạn hay thích video này thì các bạn nhớ like, share, subscribe hoặc là nhấn cái chuông thông báo để mà các bạn có thể nhận được nhiều video mới nha. Thì xin chào các bạn và tạm biệt. Bye bye.